Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Vâng, hôm nay là ngày 24 tháng 5 năm 2020 thì cơ sở gỗ Yên Lành lại tiếp tục giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc mẫu sản phẩm nữa là những bức hoành phi bằng gỗ gụ. Thì gần đây chúng tôi cũng được biết là rất nhiều quý khách hàng điện là hỏi cơ sở là có những mẫu hoành phi nào, thì trong clip này chúng tôi sẽ giới thiệu là 3 mẫu hoành phi về cơ bản nhất và cũng là mới nhất của cơ sở gỗ Hiền Lành mới làm ra. Thì đây là những bức hoành phi chúng tôi vừa mới gắn xong, đang ở xưởng mộc. Những bức hoành phi này có kích thước là dài 2m17, rộng 67. Và bên trong là chúng tôi có đục cuốn thư. Mẫu này còn có tên gọi là mẫu hoành phi lồng cuốn thư. Toàn bộ phần ván là ván dày 3 phân, khuôn là dày 6 phân, rộng 10 phân. Và kích thước của hoành phi là rộng 67. Toàn bộ ván dày 3 phân được chúng tôi chạm khắc 3 chữ Đức Lưu Quang. Phần khung là chúng tôi chặt cấm hoa chanh, bên trên đục cuốn thư và dưới đục hoa hồng. Đây là mẫu mới nhất mà cơ sở đồ gỗ Yên Lành tung ra thị trường trong năm 2020. Thì lát nữa chúng tôi sẽ giới thiệu tới mẫu hoành phi đơn giản hơn. Thì quý vị ưng mẫu sản phẩm nào, quý vị có thể gửi theo Zalo hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Vâng, và đây quý vị đang được chiêm ngưỡng hai bức hoành phi đây, cùng kích cỡ 2m17 nhân với 67, và bên trong là lồng cuốn thư. Trong các clip trước thì chúng tôi cũng đã giới thiệu rồi. Đây là mẫu mới nhất hiện nay. Thì quý vị có thể nhìn thấy ở đâu trên thị trường mẫu như này. Thì là cơ sở gốc chúng tôi ra mẫu, vẽ mẫu đây. Quý vị có thể nhận ra ngay là nét của cơ sở đồ gỗ Yên Lành đã làm ra cho các cửa hàng. Vì chúng tôi bán buôn bán lẻ số lượng rất là lớn. Quý vị có thể xem kỹ được nhé. Xung quanh phần lòng ván là chúng tôi có chạy chữ công. Đó. Quý vị đang được chiêm ngưỡng hai mẫu hoành phi mới nhất hiện nay đây. Kích thước là dài 2m17, rộng 67. Ván dày 3 phân. Và quý vị nào thích cao to dài rộng hơn thì quý vị có thể đặt hàng theo yêu cầu. Quý vị hãy gọi về số 0986 883349 thì chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí. Và đây là những đôi câu đối phẳng đi theo đại tự. Thì một bên là chúng tôi chạm là Tử Hiếu Tôn Hiền, Vạn Đại Vinh. Một bên là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh. Thì quý vị có thể tham khảo được. Câu đối là mẫu phổ thông rồi. Hoành phi này cũng có rất nhiều những mẫu thì quý vị có thể truy cập vào Zalo 0986 883349 để xem mẫu. Vâng, và đây là quý vị đang được chiêm ngưỡng và so sánh hai mẫu hoành phi đây. Bên trên là hoành phi lồng cuốn thư và bên dưới là hoành phi đục tứ quý chạm ba chữ Đức Lưu Quang có phụ đề. Thì quý vị nào thích phụ đề thì chúng tôi sẽ làm xuống phía dưới phần chữ to. Hoặc quý vị nào không thích thì chúng tôi sẽ làm nguyên chữ nho, không dịch phụ đề. Vì chúng tôi cũng có rất nhiều khách là yêu cầu dịch phụ đề và cũng nhiều khách là yêu cầu là không có chữ con ở dưới. Như bức hoành phi mẫu ở phía dưới đây là chúng tôi chạm ba chữ Đức Lưu Quang và xen kẽ tứ quý thì ván là dày 2 phân. Còn phía bên trên là chúng tôi làm ván dày 3 phân. Vì chạm cuốn thư là sẽ sâu hơn. Thì quý vị ưng mẫu nào, quý vị có thể gửi theo hai số trên màn hình đây, chúng tôi sẽ tư vấn cho. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mà cơ sở đưa lên. Thì quý vị sẽ nhận được thông báo mới nhất về những video cơ sở đồ gỗ vì đồ gỗ rất là đa dạng. Và đây là một mẫu hoành phi nữa là chúng tôi nền, chúng tôi chặt gấm.
So với mẫu vừa rồi thì nền là chúng tôi để trơn, mẫu này là chúng tôi chặt gấm ở phần nền thì nó sẽ có khác vậy, để quý vị có thể phân biệt được. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi cơ sở và hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo.